Dạ xin phép kính chào quý chị ạ. Em tên là Định, con Tâm, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2020. Thì hôm nay thì bên em chủ yếu có các mặt hàng quế thôi anh chị. Thì đỡ mất thời gian của anh chị thì em xin nói trước cái tình trạng hàng thế này. Thì hàng hôm nay thì chủ yếu là quế trắng tháng 8, hàng lá xếp, tuy nhiên là cái hình thức xếp lá không không đẹp. Thành ra tụi em bán với mức giá thanh lý 200.000 một đơn thế này và bao ship cho cô anh chị, có nghĩa là cô anh chị tới là chỉ việc thanh toán 200.000 thôi, và cô anh chị mua hai đơn như thế này á thì tụi em sẽ tính 380.000 bao ship cho cô anh chị. Thì tụi em cũng đi nhanh các cái phần để cô anh chị lựa chọn. Phần số 1 này, quay tháng 8 số 1 200.000 bao ship nhanh toàn quốc, bao gồm có một cây đây, một cây này, tiếp theo là hai cây này, vẫn là full quay ship của anh chị, quay ship quay tháng 8 bằng lá dày. Hoa này cái loại này hoa cực kỳ là thơm luôn. Và nó cũng tương đối nó dở trồng nữa, con chị về có thể ghép vào bằng gỗ hoặc là chậu và bằng than. Thì gồm có 3 cây này, 4 cây này, tiếp theo là 5 cây này, 6 này, 7 cây này, tiếp theo là bằng 8 cây này, 9 cây, 9 cây, 10 cây, 10 cây và 10, 11 cây như thế này, với giá là 200.000 bao ship. Thì tụi em cũng xin phép nói thêm là các cái phần quế thì không bị gãy ngọn của chị, tình trạng không bị gãy ngọn, tụi em sẽ đi từng ngọn này con chị, và tụi em cũng xin phép giới thiệu cái mặt kho để con chị tham khảo. Thì cái mặt kho nó màu trắng trắng đục mà đục sang màu vàng của chị, và cái dòng này thì kho nó cực kỳ thơm và nó dở trong rồi. Phần số 1 tụi em đã giới thiệu là với giá 200.000 bao ship nhanh. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 2. Phần số 2 này. Quay tháng 8 lá xếp số 2 này 200.000 bao ship, gồm có một cây đó. Tiếp theo là phần này là hai cây này, hai cây, cây này thì nguyên một dề hai ngọn. Tiếp theo là 3 này, 4, tiếp theo là 5 này, 6 này, 7 này, 7 ngọn này, 8 ngọn này, 9 này, và 10, 10 ngọn quay xếp này. Bây giờ là 200.000 bao ship nhanh. Tiếp theo là quay tháng 8 phần số 3. Thì phần này với giá là 200.000 bao ship nhanh. Tiếp theo là đầu tiên là một ngọn này, một ngọn. Tiếp theo là 2 ạ. Tiếp theo là 3 này. 3 này. 4 này. 5 ngọn này. 6 này. 6 ngọn này. 7 ngọn này. Và một ngọn này nữa, 8 ngọn này. 9 ngọn này. 9 ngọn như thế này. Nói chung là một phần của anh chị về ghép được rất là nhiều của anh chị. Với giá 200.000 tụi em bao ship. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 4. Thì cũng với giá 200.000 bao ship nhanh. Gồm có một ngọn này, 2 này, 3 đây. 4 này. 4 ngọn này, 4 5 ngọn này, tức là 6 này. 7 ngọn này. 7 ngọn này. Tiếp theo là 8 ngọn ạ. 9 ngọn ạ. 10 ngọn, 11 ngọn, 11 ngọn như thế này bao ship nhanh. Tiếp theo là số cuối tháng 8 phần số 5. Thì phần này với giá là 200.000 bao ship luôn. Gồm có là một ngọn này, một ngọn. Tiếp theo là ngọn số 2 này. Ngọn số 3 này. Ngọn số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. 6 này. 6 ngọn này. Tiếp theo là ngọn số 7 đây. Ngọn số 7 này. Ngọn số 8 này. Ngọn số 9 này. Ngọn số 10 này. Và 11 ngọn. 11 ngọn như thế này. Với giá là 200.000 bao ship ạ. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 6. Số 6 thì với giá là 200.000 cũng bao ship luôn anh chị. Gồm có một dề. Tiếp theo là 2 dề. 3 dề. 3 dề này. Tiếp theo là 4 ngọn này. 5 ngọn này. 6 ngọn ạ. Tiếp theo là 7 ngọn này. 8 này. 9 10 này và 11, 11 ngọn thế này. Với giá 200.000 bao ship. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 7, cũng 200.000 bao ship, gồm có một ngọn này ạ, 2 này, 3 ngọn ạ, 4 ngọn này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 ngọn này và 12 ngọn, 12 ngọn như thế này. Quay ship, tuy nhiên ship cái băng lá nó không đẹp anh chị. Với giá 200.000 bao ship. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 8 ạ. Cũng một phần thế này. Với giá là 200.000 bao ship. Thì tụi em đặc thù tụi em quay vào buổi tối anh chị, thành ra các chế độ ánh sáng thì nó thực sự nó cũng không có đẹp bằng tụi em quay ban ngày. Số 8 200.000 bao ship. Thì tụi em cũng quay rõ hơn xíu, một ngọn này.
Tiếp theo là hai ngọn này. Tiếp theo là 3 này. 4 này. 5 này. 5 ngọn này. Thì cái dòng này thì ho nó cực kỳ là thơm rồi. Cực kỳ thơm luôn chị. 5 rồi, 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10. 10 ngọn như thế này. Với giá là 200.000 bao ship. Tiếp theo là số 9. 200.000 cũng bao ship luôn. Gồm có là 1 ngọn này. 2 này. 2 ngọn ạ. 3 này. 3 ngọn ạ. Tiếp theo là ngọn số 4 này. Ngọn số 5 này. Số 6 này. Số 7 này. Số 8 này. Số 9 và số 10 này. Số 10 với sếp. Với giá là 200.000 bao ship ạ. Tiếp theo là với tháng 8 phần số 10. Số 10 thì cũng với giá 200.000 bao ship. Gồm có là 1 cây ạ. 1 cây này, 2 này. 3 cây ạ. 4 cây này. 4 cây ạ, 5 cây ạ. 6 cây này. 7 6 cây, 7 cây. 8 cây này. Thì tụi em xin phép nhắc lại con chị là cái dòng này là WhatsApp con chị. WhatsApp bằng lá dày và cứng lắm. Tuy nhiên thì có những cái cây hình như là nó trong cái tự nhiên á thì ví dụ như nó trong bóng râm hoặc là cái vị trí mà cái mặt của cây á nó thiếu sáng hay thế nào ạ? Đôi khi nó bị cong thế này, người ta gọi là xếp lưng gì đó. Nói chung là bằng lá nó xếp không đẹp thôi. Tuy nhiên là lá xếp hết. Thì phần số 10 này cũng có giá là 200.000 tụi em bao ship ạ. Tiếp theo là qua tháng 8 phần số 11 thì phần này cũng 200.000 bao ship. Gồm có là 1 ngọn, 2 ngọn, 3, 4, tiếp theo là 5, tiếp theo là 6, 7, 8, 9 ngọn, 10 ngọn, 11. 11 thì tụi em qua như thế nào tụi em sẽ gửi đúng như thế đó. Nói chung là các cái dòng đơn thân thế này thì vận chuyển đôi khi nó mất nước xíu của chị, thành ra nó có thể nó héo hay là vàng xíu mấy những lá chân. Còn chị cũng hết sức chia sẻ những cái dòng này. Nói chung là ai gửi cũng vậy thôi. Chỗ bán hàng, đơn vị bán hàng này cũng vậy thôi. Nói chung là hàng nó tươi thì tới nơi thì đôi khi nó mất nước ít, và hàng nó héo thì tới nơi nó sẽ mất nước nhiều hơn xíu thôi. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 12. Giá 120.000 cũng bao ship luôn. Gồm có 1 cây này. Tiếp theo là 2 cây đây ạ. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 ngọn này. 8 này. Và 9 ngọn. 9 ngọn. Ngọn nhỏ xíu nữa này, 10 ngọn. Với giá là 200.000 bao ship. Thì tiếp theo là số 13. Với tháng 8 phần số 13 thì phần này cũng 200.000 bao ship. Gồm bấn 1 ngọn này. 2 ngọn ạ. 3 này. 4 5 này. Tiếp theo là 6 ngọn này. 7 ngọn này. 8 ngọn. 9 này. 10 này. 11. 11 12 ngọn này. Thì phần số 13 với giá 200.000 bao ship ạ. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 14 ạ. Số 14 thì cũng với giá 200.000 tụi em bao ship. Gồm có 1 ngọn này. Tiếp theo là ngọn cái gì đây, nguyên dề của anh chị, nguyên dề gồm có 2-3 ngọn như đó. Tiếp theo này. Nói chung là tầm cả 90 ngọn như đó. Đây. Thì tụi em cũng quay từng ngọn của anh chị xem và lựa chọn. Số 14, 200.000 bao ship ạ. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 15. 15 thì cũng với giá 200.000 tụi em bao ship. Thì bao gồm có 1 ngọn này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Tiếp theo là 6 ngọn này. 6 ngọn ạ. 7 này. Tiếp theo là 8 này. 9, 10 này. 11. 11 ngọn thế này. Với giá 200.000 bao ship ạ. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 16. 200.000 bao ship. Gồm có 1 ngọn này ạ. 1 này. 2 này. 3 này. Tiếp theo là 4 ngọn này. 5 này. 6 này. 7 ngọn này. 8 này. 9 này. Tiếp theo là 10, 11, 12 này. 12 ngọn như thế này với giá 200.000 của em bao ship. Tiếp theo cuối tháng 8 phần số 17 thì phần này cũng với giá là 200.000 tụi em bao ship cho con chị. Gồm có 1 cây ạ. Tiếp theo là 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. 9 ngọn này. 9 ngọn. Cái này cũng có cái con ở dưới này. 10 ngọn này. Thì 10 ngọn tất cả các phần đều là 200.000 tụi em bao ship.
Và nói chung tuyệt đối những phần không có bị gãy ngọn của chị. Cô chị mua hai phần thì tụi em tính 380.000, mà bao ship hết luôn. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các mặt hàng để giới thiệu. Nói chung là hôm nay tụi em chỉ có qua tránh tháng 8 thôi. Cũng cảm ơn cô chị đã theo dõi ạ. Em xin kính chúc cô anh chị có một buổi tối mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân ạ. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.